Corticoid là một dược phẩm giúp chống viêm mạnh, chống mẫn cảm, chống dị ứng, chống ngộ độc và ức chế lại hệ miễn dịch. Trong mỹ phẩm, corticoid có tác dụng chống viêm, cho nên được sử dụng để điều trị mụn viêm, mụn mủ, làm giảm dần, làm trắng da, giúp cho da luôn luôn trắng sáng, đều màu và căng mọng nước. Corticoid có hiệu quả rất nhanh, tùy vào hàm lượng nó có trong mỹ phẩm. Có những loại mỹ phẩm có chứa corticoid thì chúng ta khi mà sử dụng tầm khoảng là từ 12 đến 24 tiếng sau khi sử dụng thì da chúng ta trở nên trắng sáng. Còn đối với những cái đốm tàn nhang trên gương mặt, chúng ta chỉ cần bôi cái mỹ phẩm có chứa corticoid trong vòng từ 1 đến 2 tuần sẽ làm mờ hoặc là bay mất cái vết tàn nhang. Những dạng mỹ phẩm có chứa corticoid thường mang chi phí rất là thấp, rẻ, dễ mua và mang hiệu quả lại rất là cao. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng những loại mỹ phẩm có chứa corticoid quá nhiều trong một thời gian dài, nó sẽ gây ra những cái tác hại khôn lường. Đầu tiên, da chúng ta sẽ bị rạn da, những cái mao mạch bắt đầu nó nổi lên, da bị mất sức đề kháng. Cái tình trạng mao mạch giãn nở thì dẫn đến là da lúc nào cũng là bị ửng đỏ, mỏng, dễ kích ứng và có cảm giác là bị đau rát. Khi ngưng sử dụng những cái mỹ phẩm có chứa corticoid thì da sẽ bị là ngứa, da bắt đầu là nhăn nheo, tiết dầu nhiều và bắt đầu có tình trạng tệ hơn là nổi những cái mụn nhọt liti vỡ ra chảy thành nước vàng và dẫn đến tình trạng là đau rát. Có xu hướng lan rộng và biến chứng thường gặp nhất của cái mỹ phẩm có chứa corticoid đó là da chúng ta rất là dễ bị kích ứng. Những hậu quả mà corticoid mang lại rất là trầm trọng và nặng nề, tình trạng da rất là khó hồi phục. Nếu như mà bạn hoặc là người thân đang sử dụng những cái mỹ phẩm có chứa hàm lượng corticoid thì tôi khuyên các bạn là nên ngưng sử dụng và nên đến những cơ sở thẩm mỹ hoặc là những bệnh viện da liễu có uy tín để mà chúng ta thăm khám, tìm ra một cái phác đồ điều trị.